Lộc xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay là ngày mùng 2 Tết, Lộc sẽ quay chùa Phước Long ở tại Diên Khánh. Hiện tại là Lộc đang đứng phía trước một cánh đồng lúa tại chùa rất là đẹp luôn mọi người. Ở phía sau kia là núi nè. Sáng hôm nay thì trời cũng mù mọi người. Trời hiện tại là sắp mưa rồi mọi người. Ha, mọi người thấy núi sương mù kéo ha. Cảnh phía trước chùa rất đẹp luôn. Wow, Lộc thấy bên đây thì có một vườn bự luôn nè mọi người. Đủ đủ nè. Thì chùa Phước Long, mọi người muốn viếng chùa thì mọi người từ ngã ba Đà Lạt nha. Ngã ba Đà Lạt mọi người chạy là một khúc thì sẽ thấy bảng chùa. Sau đó thì mọi người rẽ về bên thị trái nha. Thị trái đi vào thì sẽ có bên trong đường đi vào chùa sẽ có một cái bảng để hướng dẫn mọi người đi vào chùa Long Phước nha. Rồi bây giờ Lộc sẽ đi vào chùa để viếng chùa Long Phước nha mọi người. Sáng hôm nay thì Lộc sẽ đi quay những cảnh chùa ở tại chỗ Lộc để cho mọi người viếng những cảnh chùa lầu năm ha. Ngày mai thì Lộc sẽ đi quay những cảnh chùa khác cho mọi người. Đó. Lộc tính là đi sáng hôm nay thì Lộc đi sớm mọi người, tại vì mới cái 5 giờ sáng đã mưa rồi. Và sáng hôm nay thì Lộc cũng phụ mẹ Lộc cúng ngày mùng 2 của mùng bẹ mọi người. Nên Lộc cũng tranh thủ đi để quay cho mọi người xem. Đó. Đây là cổng chùa Long Phước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại là bên trong chánh điện thì đang cúng mọi người. Cái gì Lộc quay vào nó nhỏ mọi người thông cảm nha. Có xe đến chùa viếng chùa mọi người. Lộc sẽ đi qua bên chỗ mẹ quan âm lộ thiên, Lộc sẽ lạy mẹ trước, sau đó thì Lộc sẽ đi quay bên trong chánh điện để mọi người xem luôn ha. Thường thường là ngày mùng 1 mọi người, ngày mùng 1 thì chùa người dân đi viếng đông luôn, rất là đông. Tại vì ngày hôm nay là ngày mùng 2, người dân còn đi những cái nơi khác nữa đó. Nên những cái ngôi chùa mà ở khúc cái trên chỗ Lộc thì cũng có vài người viếng mọi người đó, cũng không đông lắm vào ngày mùng 1 ha. Đây, ở phía trước thì thờ mẹ quan thế âm lộ thiên, đứng giữa trời luôn mọi người, rất là đẹp luôn ha mọi người. Rồi Lộc mời tất cả mọi người lại miệng âm ha. Sau đó thì Lộc sẽ đi qua bên Giang, bên đây Lộc sẽ quay toàn cảnh chùa để mọi người xem ha. Wow, hiện tại là mọi người thấy không, trời đang mưa râm râm đó mọi người. Nên Lộc sẽ tranh thủ quay nhanh xíu nha. Gió đó mọi người. Hôm qua thì cũng mưa, nhưng mà mưa ít mọi người, mà gió. Sáng hôm nay thì trời mưa rất là sớm luôn. Tại vì những ngày đầu năm thường thường hay mưa suông đó mọi người. Bên đây thì thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, đây là gian nhà cốt đó mọi người. Thầy cũng mới vừa làm một con quyên ở đây nè. Cách 2 năm về trước thì Lộc cũng có quay chùa Long Phước một lần rồi mọi người. Năm trước thì Lộc nhớ thì không có làm chỗ cái gian nhà cốt mọi người. Thầy chắc mới vừa làm xong nè. Thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mọi người. Và bên trong chùa thì có một cái mít rất là lâu năm luôn, rất là to luôn mọi người. Cái này cũng mấy chục năm rồi nè mọi người. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ đi vào quay bên trong chánh điện chùa Long Phước để mọi người cùng xem ha. Tại vì bên trong hiện tại là người dân đang viếng chùa nè, bên trong Phật tử đang tụng kinh cúng mọi người. À, đường xe cái đi vào nè, xe con mọi người chạy đi vào luôn ha, rất là đẹp luôn. Lộc quay, Lộc sẽ đứng đây toàn cảnh và Lộc sẽ quay cảnh chùa phía trước cho mọi người xem ha. Đây là khung cảnh phía trước chùa Long Phước. Đây thì
thì thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và thờ mẫu. Bây giờ thì Lập sẽ tiến đi vào bên trong chánh điện để quay cho mọi người cùng xem ha. Ở phía trước thì thầy có trưng những chậu hoa quạng thở rất là đẹp luôn rồi. Hai bên bên ông chùa thì thờ hai ngày hộ pháp rồi, hay là ngày hộ pháp tiêu diệt. Hai ngày đây là giữa của Phật đúng rồi. Bên đây một ngày nữa không? Bên đây một vị hộ pháp nữa. Thì người dân sẽ đi chơi, người Lập chỉ đi viếng cái chùa, đi quay chùa sẵn cho mọi người xem luôn ha. Từ khi là nó tốt rồi, nó bận rộn luôn rồi. Sẽ đi về gian bên đây mọi người. Đây là mở thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở phía sau là thờ ba vị Tam Thế Phật mọi người. Ở chùa mới Phật tử mới cúng xong rồi. Đây là công viên phía sau chùa Long Phước. Đây thầy cái chân những chậu hoa tỏ phía sau. Sau đây thì thờ tổ nè. Bây giờ thì Lập sẽ đi ra lại phía trước để quay cho toàn cảnh chùa Long Phước để mọi người xem luôn á. Hiện tại là xe con máy xe con ở ở
nhiều nơi cũng về, mọi Nha Trang cũng lên nè, đi viếng chùa. Rồi bắt đầu gió mùng mưa, sáng này từ mùng 2 Tết mùng mưa rồi mưa. Ở phía trước có hai chậu cúc đủ màu rất là đẹp luôn rồi. Đây là cảnh ở phía trước chùa Long Phước. Người dân cũng đang đứng phía trước để chụp hình nè. Khung cảnh phía trước rất là mát luôn. Gió mọi người. Sáng hôm nay thì Lộc cũng quay toàn cảnh mùng 2 Tết tại chùa Long Phước để mọi người xem ha. Thì bây giờ thì Lộc cũng xin kết thúc video nha mọi người. Hẹn mọi người những video sau nha. Xin chào tất cả mọi người nha.